Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Bên trong căn hộ của Sang Lê Sang Lê cho biết căn hộ được mẹ chồng cô mua cách đây 10 năm, là một trong những dự án nhà ở năm sau đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh vợ chồng cô sống ở đây vài tháng trong thời gian chờ hoàn thiện một ngôi nhà khác. Hiện căn hộ này vẫn để chống. Với thiết kế 3 phòng ngủ, 3 toilet, phòng khách, phòng kho và bếp riêng biệt, căn hộ phù hợp đại gia đình sang lê trọn tông màu nhẹ nhàng cho tường, sàn và dèm nhằm mang đến cảm giác dịu mắt. Cô sử dụng nội thất chất liệu da và gỗ, hướng đến sự thoải mái và tiện dụng. Phòng ngủ trở thành nơi nghỉ dưỡng lý tưởng khi có thể ngắm trọn sông Sài Gòn. Người đẹp được yêu thích nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2015, hay cùng chồng ngồi uống trà, trò chuyện và hít thở không khí mát lạnh bên khung cửa sổ. Mỗi sáng thức dậy, cô cảm thấy khoan khoái khi mở rộng tầm mắt về phía những tòa nhà bên kia sông. Căn hộ của Sang Lê nằm ở tầng 6, không quá cao để có thể nhìn thấy cảnh vật như thể ngay bên cạnh. Cô chọn giường và tủ đầu giường màu trắng, giấy dán tường vàng nhạt với các phụ kiện trang trí ngẫu hứng. Cô cho biết lựa nội thất theo sở thích chứ không tuân thủ nguyên tắc sắp xếp nào cố định. Bàn ăn, nơi người đẹp cùng chồng doanh nhân có những bữa cơm ấm cúng trong ngày đầu về một nhà cô chọn kiểu bàn ghế có thiết kế lạ mắt, trang trí bằng đệm in hoa. Gian bếp được bố trí đồ dùng cơ bản. Người đẹp giữ cho góc này luôn sạch sẽ để tạo cảm hứng nấu nướng. Toilet được bố trí thiết bị vệ sinh hiện đại. Sang Lê mới sinh con trai cách đây không lâu, khi con gái lớn của cô, bé Minh Anh, được 3 tuổi. Cô có cuộc sống viên mãn khi kết hôn cùng doanh nhân Việt Anh, được anh yêu thương, chiều chuộng. Làm cảnh, nhân vạch cung cấp.